thực hiện kế hoạch số 160 của Ủy ban Nhân dân thành phố về triển khai thực hiện chấm dứt nuôi trồng hải sản lồng bè tự phát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ tiến hành tháo dỡ lồng bè nuôi cá của các hộ nuôi trồng thủy sản lồng bè tự phát tại các sông trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Các lực lượng chức năng của quận đã phối hợp hỗ trợ người dân tiến hành tháo dỡ các lồng bè nuôi cá theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố. Cùng với việc xử lý hỗ trợ tháo dỡ lồng bè, quận tổ chức hỗ trợ tiêu thụ thủy hải sản cho các hộ dân hiện còn hải sản nuôi trồng tự phát chưa thu hoạch xong, tạo điều kiện thuận lợi để người dân chấp hành chủ trương chấm dứt nuôi hải sản tự phát. Hiện trên địa bàn quận Cẩm Lệ có khoảng 80 hộ nuôi trồng thủy sản lồng bè tự phát trên sông với 85 bè và 602 lồng. Quận đã làm việc trực tiếp đối với những hộ dân đang nuôi trồng thủy sản có hộ khẩu thường trú và tạm trú tại địa phương, qua đó tuyên truyền vận động và đa số các hộ dân đều đồng lòng, thống nhất với chủ trương của thành phố. Cũng liên quan đến vấn đề này, quận Ngũ Hành Sơn đã ban hành kế hoạch số 2847 về việc chấm dứt nuôi trồng thủy hải sản lồng bè tự phát trên địa bàn quận. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các phường Hòa Quý và Khuê Mỹ đã gửi thông báo đến từng hộ về thực hiện chấm dứt việc nuôi thủy hải sản lồng bè tự phát. Quận đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành lập biên bản làm việc với các hộ nuôi cá lồng bè tự phát, yêu cầu các hộ tự tháo dỡ, di dời toàn bộ nhà tạm, lồng bè dựng trái phép, thu hoạch thủy hải sản và trả lại hiện trạng diện tích mặt nước đảm bảo theo quy định trước ngày 31 tháng 12 năm 2021, đồng thời tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo nghề và chuyển đổi nghề của người dân nuôi cá lồng bè trên địa bàn quận. Qua tuyên truyền, đa số các hộ cam kết chấp hành. Hiện trên địa bàn quận có 58 bè nuôi thủy sản tự phát với 388 lồng tập trung trên sông Cổ Cò, phường Khuê Mỹ và trên sông Vĩnh Điện, phường Hòa Quý.